Sense. Your total is 33.76. And your savings is 10.99. Please wait. System processing. Rồi, follow the instructions on the pin pad. Bỏ tiền vô đó rồi bấm vô ha. Mình là 33 đồng 14 sen ha. Rồi mình mua nước uống nè, mua bánh nè, mua gọi là mua quýt nè, mua bánh nè. Đó, vậy đó. Kẹo nữa nè. Rồi. À, vậy nè. Tối khuya rồi. À, đó, siêu thị bên đây là vậy đó, mở tối gì khuya vậy đó. Mình ăn xong rồi cái mình giờ mình đi về ha, mình trả tiền vậy đó, rồi mình khiêng cái bịch tổ từ mai mình đái vậy nè, thì mình đi về ha. Ngày mình đó chỗ đó nó bán bong bóng cái này nọ, thì quýt đồ này nọ, thì nước nữa nè. Bên đây nó lạnh lắm à, lạnh ra ghê. Bên đây mưa nè, rồi lá rơi nè, thấy không, cây nó hết lá thì tối khuya. Xe cộ bên đây nè, thấy không, lá rơi nè, bởi vì mình mới nói ha. Nước này xứ lạnh á các bạn ơi. Người có thích qua Mỹ ở hả? Giờ bạn biết rồi, bên đây làm sao rồi phải không, lạnh lẽo á. Giờ mình đi về nha. Đó cũng có nhiều người đi buổi tối nè. Mình về, mình đây là gì đó. Giờ đi về nha. La 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 trời tối bên đây lắm á nha. Bên đây siêu thị nó mở tới 11 giờ đêm. Bởi vì siêu thị bên đây là cũng mới về đây. Bởi vậy thường xuyên mình phải đi chợ ban đêm á. Mở nè, nhà hàng đó đúng không? Cũng có mở tới 9 giờ tối. Rồi nghe siêu thị nó như vậy đó nha, buổi tối nó như vậy đó.
Bye, take care, bạn nha.